Ta báo cho ngươi biết một tin vui và một tin buồn. Ngươi muốn nghe tin gì trước? Tin gì tôi cũng không muốn nghe. Tin vui chính là ta rất khâm phục sự kiên cường của ngươi. Còn tin buồn là kể từ ngày hôm nay ta sẽ đối xử với ngươi tệ hơn rất nhiều lần. Ngươi... Bát A-ca có biết ngài rất vô lý không? Ngài là một A-ca chứ đâu phải một tên vô lại. Này! Đáng ghét. Ăn nhiều thế cơ à? Hết mấy bát rồi. Tin vui chính là ta rất khâm phục sự kiên cường của ngươi. Còn tin buồn là kể từ ngày hôm nay ta sẽ đối xử với ngươi tệ hơn rất nhiều lần. Mình phải tập luyện cho sức khỏe thật tốt. Có như vậy ta mới không sợ ngươi, Bát A-ca. Buổi tối vừa không có chăn, vừa không có đệm, chắc chắn cô ta không ngủ nổi đâu. Cô định bao giờ sẽ trả lại chăn cho cô ta? Bát A-ca còn chưa cho phép thì tôi đâu dám. Nếu tôi trả chăn cho cô ta thì chắc chắn tôi sẽ phải gánh tội. Cũng phải. Cô thử nói xem, con người không ngủ thì sẽ sao? Chắc chắn sẽ rất nhanh già. Tôi đoán cô ta sẽ mắc bệnh mà chết. Yên tâm đi, các cô sẽ không hại ai chết đâu. Lại đây mà nhìn này. Tôi thật khâm phục cô ấy. Bát A-ca đã ngồi như thế suốt cả canh giờ rồi mà không hề nhúc nhích. Đệ đoán là huynh ấy đang nghĩ cách đối phó với cô cung nữ ngang ngược. Cô ta cũng thật ghê gớm, bị chúng ta trêu chọc như vậy mà vẫn chống đỡ được. Chả trách Bát A-ca phiền lòng. Phiền lòng? Ta thấy huynh ấy không có vẻ gì phiền lòng, mà là... Là gì? Mà là thầm yêu cô gái đó rồi. Nói linh tinh gì vậy? Ta sao có thể thầm yêu loại con gái đó được? Coi như đệ chưa nói, coi như đệ chưa nói đi mà. Mời Bát A-ca uống trà. Trúng kế rồi nhá. Sao lại là ngươi? Ngươi bỏ gì vào trong chén trà này? Cũng không có gì, chẳng qua chỉ là một chút thuốc độc thôi. Tôi đoán chỉ còn chưa đến nửa canh giờ nữa, ngài sẽ vĩnh viễn không còn được nhìn thấy mặt trời. Sao cô lại độc ác thế? Bát ca, Bát ca, có cần lập tức giết cô ta không? Giết đi, cứ giết đi. Dù sao thì trước khi đến đây tôi cũng không mong có thể sống sót trở về. Dùng mạng này của tôi để đổi lấy mạng của một vị A-ca cũng xứng đáng đấy chứ. Mau đi gọi thái y đến đây, nhanh lên. Vâng. Giờ cũng biết sợ rồi phải không? Tôi khuyên ngài, kiếp sau trước khi làm việc gì thì tốt nhất hãy nghĩ cho kỹ. Đừng thấy mình có chút quyền lực trong tay là không thèm để ý đến tính mạng và thể diện của người khác. Người như ngài chỉ biết ức hiếp người khác, nhưng sẽ không bao giờ được họ tôn trọng đâu. Tôi hy vọng ngài có thể từ việc này mà rút ra bài học cho mình. Còn muốn chém, muốn giết gì thì tùy ngài. Ta sẽ bóp chết ngươi. Thả cô ta ra. Bát ca. Thả cô ta ra. Thôi được, coi như ngươi lợi hại. Cho ngươi biết, nếu nửa canh giờ nữa ta chết thật, thì ta sẽ không động đến một sợi tóc của ngươi, để cho ngươi được sống sót mà rời khỏi Tử Cấm Thành. Nếu ngươi giở trò để lừa ta, thì cuộc sống của ngươi sau này sẽ còn khổ sở hơn rất nhiều. Bát ca, thái y đến rồi, mau bắt mạch đi. Không cần đâu.
Tôi không bỏ thuốc độc. Tôi chỉ muốn cho các ngài hiểu, những việc bản thân không muốn thì đừng làm cho người khác. Bát A-ca, kiểu A-ca, thập A-ca, tôi cầu xin các ngài, tôi chỉ là một cung nữ bé nhỏ. Tôi chỉ muốn được sống yên ổn trong cung, nhưng các ngài không chịu tha cho tôi, nên tôi chỉ còn có cách theo đến cùng. Tôi cũng muốn xem liệu các ngài có thể dùng một bàn tay che cả bầu trời không. Đúng là đồ tiện nhân, để rồi xem, ta sẽ trừng trị ngươi. Càng ngày càng thú vị. Kim Mama, cảm ơn bà đã đưa tôi ra ngoài, nếu không thì tôi sẽ thấy rất bức bí. Đúng vậy, rất hiếm khi có cơ hội xuất cung. Ta đi bốc thuốc cho Hy Tần Nương Nương, còn cô đi mua cho ta một ít mẫu thêu trên phố này. Bà không đưa tôi đi cùng à? Nhiều lời, đi bốc thuốc cần gì phải nhiều người thế. Ta thấy ngươi là người mới, lại không hay đưa chuyện, nên mới cho ngươi xuất cung. Ngươi không muốn đi phải không? Vậy thì quay về đi. Đừng mà, tôi sẽ đi. Thôi được, giờ mùi tam khắc, chúng ta gặp nhau trước cổng hoàng cung. Đi, vậy tôi đi đây. Cô nương, cô mua vải đi. Ông chủ, mẫu thêu bán ở đâu? Ở cửa hàng phía trước kia kìa. Đi thôi. Bên kia. Các người như vậy là có ý gì? Có ý gì à? Cô sẽ biết ngay thôi. Cứu tôi với. Có ai không? Cứu tôi với. Thả tôi ra. Thả ra. Ngươi là ai? Chuyện trong cung, ngươi dám xen vào à? Cút. Chạy đi, nhanh lên. Đứng dậy đi. Cô không sao chứ? Cô biết không? Hồi còn nhỏ, mỗi khi muốn khóc, tôi lại ngẩng mặt lên nhìn trời để xem nước mắt có thể chảy ngược vào trong hay không. Có được không? Chỉ cần cô muốn thì sẽ được. Này, cảm ơn huynh. Không có gì. Tôi chỉ không chấp nhận nổi hai người đàn ông ức hiếp một người con gái thôi. Đứng dậy đi. Tham kiến cửu A-ca. Việc ta giao làm đến đâu rồi? Xin lỗi cửu A-ca, lúc tôi gần hủy hoại được trinh tiết của cô gái đó, thì không ngờ tứ A-ca bỗng nhiên xuất hiện. Chúng tôi không dám ra tay với tứ A-ca, nên đành quay về. Tứ A-ca mà cũng xen vào việc này sao? Có chuyện gì vậy? Cô gái nào? Bát ca, đệ kể cho huynh nghe. Cửu ca thấy cô cung nữ hôm qua hơi hoang quá, nên mới sai người đi dạy cô ta một bài học. Đừng nói nữa. Đệ nói sự thật mà, đệ có nói gì sai đâu. Đệ dám thuê người hủy hoại trinh tiết của cô ta sao? Đệ có biết đối với một cô gái thì trinh tiết quan trọng như thế nào không? Chính vì quan trọng nên đệ mới sai người làm điều đó. Đệ muốn xem cô ta có thể hoang hoang đến mức nào. Im đi. Sao đệ lại trở nên đê tiện như vậy? Nghe ta thì sống, chống lại ta phải chết. Trước đây chúng ta vẫn làm thế mà. Bát ca, sao tự nhiên hôm nay huynh lại nổi lòng thương hại vậy? Lẽ nào huynh đã thích cô gái đó rồi? Ta không thích. Ta chỉ không muốn dùng thủ đoạn bỉ ổi đó để đối phó với một cô gái. Thôi được rồi, các ngươi lui ra đi. Ta và cửu A-ca, thập A-ca còn phải luyện võ. Vâng. Bát ca, ta đã nói rồi, Bát ca sẽ không trách ta chuyện này đâu, phải không Bát ca? Bát ca, sau này dù có làm gì thì đệ cũng sẽ không dám động đến vị nữ tướng quân đó nữa đâu, chỉ hy vọng cô ấy sẽ